Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về cha Trương Bửu Diệp. Danh sách về những người lên tiếng làm nhân chứng về cha Trương Bửu Diệp cũng dài lắm. Mà khi đọc báo chí, ta cũng thấy rằng những trang mang bản tạ ơn của ngài cũng thật dài. Và hiện nay, trong tiến trình xin phong thánh, có hàng trăm ngàn người đang ngóng chờ tin vui. Đôi nét về tiểu sử của cha Trương Bửu Diệp. Ngài sinh đúng ngày Tết Dương Lịch, ngày 1 tháng 1 năm 1897, tại Cồn Phước, Chợ Mới, An Giang. Cha mẹ lấy tên Thánh Francisco Xavier đặt cho con. Mẹ ngài mất lúc ngài mới lên 7 tuổi. Sau đó thì cha Diệp theo cha của mình qua bên Campuchia để làm ăn sinh sống. Nhưng không may, ngay năm sau, cha ngài cũng mất. Ngay từ lúc nhỏ, cha Diệp đã tỏ ra hiền lành, nên cha của ngài trao con cho cha Phêrô tiền để đưa vào chủng viện Cù Lao Diên, chuẩn bị tu học làm linh mục. Sau đó, lên Nam Vang và theo đại chủng viện, rồi chịu chức năm 1924. Công tác đầu tiên là phục vụ với tư cách là cha phó của họ đạo Hố Trư, cũng ở Campuchia. Đến năm 1927, ngài trở về Việt Nam dạy tại chủng viện, rồi ra coi đạo tắc sậy từ năm 1930. Ngài hăng say truyền giáo, lập thêm khá nhiều họ đạo nhánh. Vào những năm 1945, năm 1946, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, nên bề trên và bạn bè khuyên ngài tạm lánh về chỗ an toàn, nhưng ngài nhất định ở lại, sống chết với đoàn chiên. Tại hải ngoại, có rất nhiều người làm chứng vào ngày 12 tháng 3 năm 1946. Việt Minh lùa cha Diệp và 70 giáo dân nhốt vào trong một lẫm lúa, rồi toan châm lửa thiêu sống tất cả. Cha Diệp lúc đó tha thiết xin tha cho mọi người, riêng mình chịu hy sinh. Thế là ngài bị đem đi, giết ngay đêm đó. Theo nhân chứng là ông Ngô Minh Quang, lúc đó đang ở khúc chéo và lên 21 tuổi. Ông kể rằng cha bị chém hai nhát, một nhát phía trên sọ đầu, một nhát phía sau ót, nhưng đầu chưa đứt lìa. Tuy nhiên, ở trong nước bây giờ thì lại có những luận cứ khác cho rằng ngài bị giết vì chuyện tranh chấp giữa các giáo phái. Có chi tiết là có hai người lính Nhật lúc đó đã bị giã giới sau khi thất trận và đang nhập vào mặt trận Cao Đài, đã tố cha thân với Pháp. Lúc đó, hai tên lính Nhật đã trực tiếp can dự việc sát hại cha. Chuyện tìm ra xác cha cũng được tả lại khá ly kỳ lạ lùng, như được ơn trên soi sáng hướng dẫn để giáo dân vớt được xác ngài từ dưới ao, rồi đem về chôn tạm tại nhà thờ họ đạo Khúc Chéo. Những người trong họ đạo kể rằng, đêm hôm ấy, ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo biết chỗ họ ném xác ngài trong cái ao nhà ông giáo sự. Các vị đến nơi được báo mộng thì vớt được xác ngài đã bị chém vào đầu, kèm với một vết chém ngang cổ, chỗ gần mang tai. Thân xác ngài thì đã bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong phòng thánh của nhà thờ Khúc Chéo, nhà ông giáo sự thuộc họ đạo Khúc Chéo, và ông nghĩ làm thế kín đáo hơn là đưa ngay về tắc sậy. 23 năm sau, tức năm 1969, hài cốt ngài được cải táng và dời về nhà thờ tắc sậy ngày nay. Nói về cha Diệp thì sự lạ đếm không xuể. Người ta chỉ dám dùng từ sự lạ, chứ không dám gọi là phép lạ, theo như truyền thống là phải được giáo hội công nhận. Dĩ nhiên, vì khắp nơi rộ lên lòng sùng kính cha, xuyên qua những tin đồn trăm ngàn sự lạ lớn nhỏ, thế là cha được Chúa thực hiện
khi có người chạy đến xin ngài bầu cử cho. Người ta đồn thổi về một sự cố xảy ra năm 1977. Một bà già ngoại giáo rất nghèo sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, đang nằm chờ chết vì ung thư bao tử. Bỗng dưng, có một linh mục Công giáo tình cờ ghé qua nhà, trao cho mấy viên thuốc rồi vội ra đi. Sau khi nói rằng mình đang coi sứ Tắc Xài, Bạc Liêu, bất ngờ bà hết bệnh, bà nhờ con cháu thuê xe xuống tạ ơn cha sở đã chữa cho mình. Khi vừa xuống xe, tạt qua mộ cha, ngôi mộ được cải táng lần hai tại nhà thờ Tắc Xài. Thấy hình cha trên bia mộ, giống hệt với vị linh mục cho thuốc mình hôm trước. Bà liền la lớn tiếng cho mọi người nghe, rồi kể rành mạch về sự lạ được khỏi bệnh. Trong nước rồi hải ngoại, bà con ùn ùn kéo xuống nhà thờ Tắc Xài hàng ngày. Hình như ai cũng có lòng tin, nên cũng được phần nào như ý toại nguyện. Thiên hạ gọi nhà thờ này là chốn du lịch tâm linh. Dĩ nhiên, tòa giám mục Cần Thơ không thể cứ yên lặng mãi. Các viên chức bắt đầu thu thập những câu chuyện về các nhân chứng và chuẩn bị báo cáo về tòa thánh. Tới năm 2014, thì hồ sơ cũng được xét là xứng đáng tiến hành. Và cha Diệp được gọi là đầy tớ Chúa, bước sơ khởi cho chuyện phong thánh tương lai. Sau một dịp từ Mỹ về hành hương nhà thờ Tắc Xài và tạ ơn cha Diệp, có người đã viết lên mấy câu thơ này: Tắc Xài xứ đạo của cha, miền Nam nước Việt tuy xa mà gần, mộ cha linh hiển vô ngần, giáo lương đều muốn một lần viếng thăm. Nào ai đau khổ tháng năm, niềm vui sẽ đến gấp trăm gấp ngàn. Những người gặp bước gian nan, cha đều chăm sóc lo toan mọi bề. Tích truyện rõ ràng và rất thật về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp nhất định đòi chúng ta phải hết lòng bái phục một con người thánh thiện, can đảm, phi thường, một chủ chiên liều mạng sống vì đoàn chiên theo đúng mẫu mực Chúa Kitô, một vị mục tử thực hành chức vụ lãnh đạo chỉ để phục vụ những con người nghèo, hèn thấp kém trong xã hội. Lúc ngài còn sống, cha Diệp dành nhiều thời giờ đi thăm và giúp đỡ lương dân. Cho nên, ngày nay, số người ngoài Công giáo được cha cầu Chúa cho nhiều ơn lạ hơn cả với người trong đạo. Đó là một bài học lớn cho tất cả chúng ta, cần hướng về bao linh hồn còn chưa được ơn đón nhận đức tin. Cha Diệp còn nêu tấm gương sống khó nghèo cho bản thân mình, nhưng luôn tìm cách chăm sóc lo lắng cho tha nhân. Ngài luôn là hiện thân của người bạn chất phác, dễ dãi, rộng lượng và rất chân thành, gần gũi, không trừ một ai. Có người cũng nêu lên ý kiến về tình người nơi cha Diệp như thế này. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã hy sinh tính mạng của mình để cứu đoàn chiên. Sau khi qua đời, ngài hiển linh ban ơn cho người này người kia, ai xin thì cũng đều được. Rồi bây giờ, mọi người dâng lễ tạ ơn ngài, biến ngôi nhà thờ nhỏ xíu cũ xưa của ngài thành nơi khang trang hiện đại hàng đầu. Tất cả những việc đó đều là do tình người. Đối với tôi, bất cứ cái gì thuộc về tình người đều đáng ca ngợi. Thế là chúng ta cùng tạ ơn Chúa về cha Diệp, cùng chắp tay xin Chúa, nhờ công nghiệp và gương sáng của cha, ban cho Giáo hội Mẹ Việt Nam được an bình, được màu đón nhận nhiều chiên lạc về cùng gia đình con Chúa, cho mọi tầng lớp giáo dân hăng say làm việc tông đồ, nhất là yêu mến kẻ nghèo hèn đơn độc như gương cha Diệp đã làm khi xưa. Bản thân và gia đình chúng ta phải thề hứa dứt khoát sẽ nhìn vào hình ảnh cha Diệp mà giữ đạo và sống đạo cho tới cùng.